Xin mến chào quý cô chú anh chị các bạn đã trở lại với kênh Sông Nước Miền Tây. Hôm nay mình đến chùa Lao Dên của huyện Trần Đề để chia sẻ hình ảnh ngày Tết Khmer của người đồng bào ở nơi đây ra sao. Mời quý cô chú anh chị cùng theo dõi. Đây là hình ảnh mình đang đứng trước cái đường vào chùa Lao Dên các bạn. Thì ở đây là con sông. Con sông này hiện nay đang tổ chức giải đua ghe ngò bằng vỏ lãi để phục vụ cho Tết của người dân tộc Khmer ở này. Thì mình đang đứng ở khu vực này thì được diễn ra 3 ngày các bạn, để từ ngày 14, 15, 16 đến ngày 9 cuối kết thúc để trao giải chức vô địch. Đây là hình ảnh mình đang đứng chỗ cái khu vực diễn ra đua vỏ lãi của đồng bào Khmer tại chùa Lao Dên của Tết Khmer năm 2022. Rồi bây giờ mình bắt đầu đi từ từ vào bên trong ngôi chùa Lao Dên của huyện Trần Đề các bạn. Thì đây là trước cái khung cảnh để mình đi vào chùa. Thì hiện giờ thì là ngày, hôm nay là ngày 14 tháng 3, thì là ngày đầu tiên để mà vào Tết Khmer của đồng bào Khmer ở nơi đây các bạn. Thì Sông Nước Miền Tây đang có mặt tại đây để gửi đến những hình ảnh vui Tết cổ truyền của người dân tộc Khmer ở nơi đây. Đây là chùa Lao Dên, đua ghe vỏ lãi của bạn mừng Tết cổ truyền cho thêm năm nay của đồng bào dân tộc Khmer 2022. Đây là hình ảnh mình bước đầu tiến vào từ từ bên trong ngôi chùa. Đây là những hình ảnh trước chùa nghe các bạn, có một cái tháp và những cái bảng ghi chùa nữa các bạn. Đây. Đây, các bạn nhìn thấy là trước cái cảnh mình vào chùa Lao Dên thì có hình ảnh của chỗ hai ông Trần cũng như là thần đó. Thì từ nhìn trên cái từ ở trên cái tháp nó xuống rất là đẹp nè các bạn. Bây giờ mình đi lên trên cái tháp ở phía trên chọc vót đây rất là đẹp luôn các bạn. Đây là trước cái cổng mà mình vào chùa Lao Dên đó các bạn. Thì hiện nay thì ngày đầu tiên của người dân tộc thì người ta bắt đầu vào chùa để dâng hương lễ Phật ra sao thì Sông Nước Miền Tây mời quý chú anh chị vào bên trong xem. Thì mình thấy trên đường rất nhộn nhịp nè các bạn. Hai bên trên con đường vào cổng chùa thì mình thấy có bà con mình cũng có phục vụ thức ăn, thức uống để cho đồng bào mình đến vui Tết ở tại chùa, cũng có phục vụ ăn uống tại chỗ. Đây là những món ăn vặt các bạn, đặc biệt là những cái hột vịt lộn khô nướng nè các bạn, hay là gỏi cuốn và nước mía, nhiều loại đặc sản của đồng bào mình ở này làm ra để phục vụ cho người dân đi du Tết, trà sữa nè các bạn. Còn bên đây là nước cam nè, để giải nhiệt khi mà đến chùa nó mệt thì mình có thể ra uống nước cam giải nhiệt trong mùa nắng này. Và đây là hình ảnh bà con mình giờ này bắt đầu tà tà vào chùa đó các bạn. Giờ này khoảng 2 giờ ngoài 3 giờ chiều nha các bạn, mình đang có mặt khu vực này. Đây, và nhìn thấy bà con bán trước cổng chùa để phục vụ nè. Và bây giờ tiếp tục mình sẽ đi vào bên trong xem như ra sao nha các bạn. Đây là cái hình ảnh của ngày Tết Khmer ở chùa Lao Dên. Và bên đây thì mình thấy là hình ảnh cũng còn vắng, các bạn giờ này cũng còn vắng. Thì những cái dây cờ
cũng được kéo từ ở chính điện ra xung quanh. Còn ở bên đây thì có bà con đến để mà ngồi vui chơi, có hình ảnh được gạp lá tại đây. Còn phía trước chánh điện thì cũng có một cái chỗ các bạn thờ Phật đó các bạn, để dâng hương lễ Phật đó. Thì một chút xíu mình sẽ đi dọc vào những cái núi cát ở các chùa như là Đông Giang hôm nay ra sao đó các bạn. Thì phong tục của người Khmer thì cái lễ Tết đó, thì thường là làm những cái núi cát để mà cúng dâng hương lễ Phật tại đó. Còn đây là toàn cái chánh điện của chùa Lâu Giang hôm nay. Đây thì bây giờ mình đang đứng ở phía trên chánh điện thì mình thấy có những cô gái Khmer của chùa Lao Dơn đã đến chùa rồi vui giờ những ngày Tết nữa các bạn. Thì Tết của Khmer diễn ra từ 14, 15, 16 là kết thúc. Bây giờ mình đã đang đi vào ở khu vực trong công viên cuối ngôi chùa. Mình thấy là bày hàng quán cũng khá là đông các bạn. Thì thường là Tết của người dân tộc Khmer các bạn thì vào ngày thì người ta đi làm từ chiều khoảng 5 giờ đổ lên thì về cái khu chùa chánh điện thì khá là nhộn nhịp nha các bạn. Do đó mình đi hơi sớm thì mình chia sẻ những hình ảnh này lại cho quý cô chú anh chị xem. Thì nhân dịp Tết Khmer của đồng bào Khmer thì sông nước miền Tây cũng xin chúc cho mọi gia đình an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và nhiều sức khỏe của cái một năm mới. Đi qua này mình thấy chỗ này có trang trí 12 con giáp với chỗ tờ Phật nữa các bạn, để mà phục vụ cho cái ngày Tết Khmer của đồng bào ở nơi đây cũng khá là đẹp nữa các bạn. Thì mỗi con giáp là có một thằng cỡ trên lưng mỗi con giáp đó, tượng trưng một con giáp. Đây là mình đứng ở khu vực này để mà những ngày Tết cổ truyền của Khmer được tổ chức tại đây các bạn. Người ta cũng có bài trưng bày chỗ cúng Phật đồ các bạn, với như cây chủ yếu là cây thốt lốt với cây lá dừa nước các bạn đang hành lá đó, cái đó tượng trưng cho miền sông nước của người dân tộc các bạn. Đây là cái núi cát nha các bạn, đây là cái núi cát chỗ chùa Lao Dơn của huyện Nhân Đề. Bây giờ mình đi dọc bên đây thì cũng thấy có tượng Phật ở đây nữa, ở phía trước cái chánh điện các bạn. Thì ở này có trưng bày những tượng Phật xung quanh, còn phía trước đó là một cái tòa tháp nữa các bạn. Bữa này ta cũng có bán chả chiên để phục vụ cho người dân đến ăn uống vui sưng của đồng bào Khmer năm 2022 tại chùa Lao Dơn, huyện Trần Đề. Con sông trước là chỗ diễn ra lễ hội đua ghe bằng vỏ lãi đó các bạn.
chùa Lao Dơm bên hai trước cái chậu chánh điện các bạn thì có làm hai cái núi cát nữa các bạn, bên đây cũng một phần nữa cái núi cát. Thì mỗi chỗ người ta tạo một cái núi cát khác nhau các bạn, mỗi chùa thì sông nước miền Tây sẽ liên tục cập nhật các chùa ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, một trong số nhà chùa của tỉnh, để mà gửi đến quý cô chú anh chị xem cái lễ Khmer của đồng bào ở Sóc Trăng nói riêng, dành một cái chúc cho bà con một năm mới có nhiều cái sức khỏe và dạng sự như ý, an lành và hạnh phúc. Rồi bây giờ sông nước miền Tây cũng xin tạm dừng video tại đây. Xin chúc quý cô chú, anh chị và các bạn và đồng bào Khmer một năm mới an khang thịnh vượng, dạng sự như ý, và hãy đón xem những video kế tiếp của sông nước miền Tây. Xin tạm biệt.